tuổi giờ nữa sao con, người ta nói cái dữ lắm á. Cũng như là cao số, nói má là nói cái gì con cũng chịu hết. Dạ con dạ. Chào bà. Dạ con chào bác. Chào, à mời bác ngồi. Chào chị. À, xin chào hai MC Quỳnh Liên và cô Lê Lộc. Dạ. Xin chào quý chị tôi trong trường quay và quý khán giả trên đài. Tôi hiểu là Nguyễn Thị Khương, năm nay 83 tuổi. Wow. Trước tôi cũng làm ngành y, bây giờ thì đã hưu trí trên 25 năm rồi. Dạ. Nhà mình đâu bác? Nhà tôi ở đường Phạm Ngũ Lão. Quận nhất á hả? Hai với mới đại sang tiếng à. Dạ. Nói tính là không đê hồi phay mình nói bao nhiêu người chuẩn bị hết trơn rồi mà. Chắc lo quá bác hả? À, chắc lo quá. Chào chị à. Xin chào Quyền Linh, chào Lê Lộc và chào khán giả xem đài. Tôi tên là Cao Thu Trang, năm nay 55 tuổi. Hiện sống chung với mẹ ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh và làm nhân viên cho công ty Miniso. Thì chị làm dâu bao nhiêu năm rồi? Dâu cho mẹ được 33 năm. 33 năm. 33 năm rồi. Được mấy cháu rồi? Dạ có một cháu 30 tuổi, cháu gái. Bác còn nhớ cái ngày đầu tiên mà bác gặp con dâu tương lai á? Còn nhớ chưa không bác? Có gặp con mình đó thì cũng có bạn bè trai gái rồi học lớp á. Thì cũng nhiều lắm. Đi chơi rồi đừng không có ngờ sao có bữa đó, nó má con có bạn gái rồi. Ủa, con còn trẻ lắm mà sao cưới vợ, ít nhất cũng phải 26 tuổi chứ. Mà ở đâu vậy con? Nó cũng ở gần đây ở Bùi Viện. Quen sao vậy? Nó làm chung cơ quan. Cái cô nó nhỏ hơn con bao nhiêu tuổi? Nó nhỏ hơn 1 tuổi. Tất nhiên là con mình tuổi sủ, còn con cái cô dâu tương lai á tuổi dần. Ta nói trời, tuổi dần để cho con, người ta nói cái dữ lắm á. Cũng như là cao số. Nói má là nói cái gì con cũng chịu hết. Mà nói tuổi dần là không tốt, là phản khoa học. Con cãi lại đó hả? Ừ, thương rồi thì cỡ nào cũng thương hết trơn á. Rồi cuối cùng cô, bà bác có đi xem mắt con dâu tương lai không? Dẫn về nhà. Cô dẫn về nhà luôn? Dường như là bữa đó 30 Tết hay gì đó. Dạ. Về nhà. Rồi cô thấy sao? Thấy cũng hiền chứ không có dữ. Dạ. Sau này cũng nói sao con, vợ con làm sao? Nói con trộm nó mắt mà gặp con trâu điên là như là bó tay luôn. Vậy là tuổi dần mình có lo vậy chứ. Rồi khỏi lo nữa. Dạ cô cho con hỏi là cái ấn tượng của cô khi mà gặp bà đó, cô còn nhớ không? Thì nói chung lần đầu về gặp bà, gặp mẹ đó. Dạ. Thì cô cũng không có tự tin lắm về cái tuổi dần của mình với lại cái chiều cao khiêm tốn của mình á. Tại vì cô biết là mẹ cô có một người con trai à, thì tình thương bao nhiêu là dành cho con trai mình hết. Thì bây giờ dẫn về một người con gái để chia sẻ tình thương thì không được như ý của mẹ. Nhiều khuyết điểm như vậy thì cô cũng hơi lo. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với mẹ thì thấy mẹ cũng hiền, cũng cởi mở, thân thiện. Thì sau đó bao lâu thì mình tiến hành làm đám cưới chị? Mình gặp nhau hồi Tết, Tết năm sau mình đám cưới. Dạ. Yeah. Rồi những ngày làm dâu đầu tiên đó, mình có khó khăn gì với bác đây không? Nói chung thì hồi đó thì cũng đi làm, cũng không có làm dâu gì hết, nhà thì cũng ở riêng. Xong rồi cái ra hai vợ chồng đám cưới xong cái mẹ có mua căn nhà cho ở riêng. Thì mình cũng đi làm, buổi trưa thì về ăn cơm bên ngoại, buổi chiều thì về ăn cơm bên nội, tối về nhà riêng ngủ, thì không có làm dâu gì hết. À vậy. Rồi hai mẹ con có thường đi chơi với nhau, tâm sự với nhau bác? Lúc đầu thì cũng ít đi đó. Có điều á, khi mà cơ quan mà cho đi chơi á, cô dâu mặc vào ở riêng vậy chứ cũng canh đôi khi nào mình về, có khi đi ngày thứ bảy hay chủ nhật về thì cũng qua giặt phụ. Giặt quần áo cho giặt nhà rồi. Đó hả? Chứ ở nhà hồi đó thì đâu có máy giặt, thấy cũng thương. Dạ. Với lại
trong cơ quan mình nói chị thấy dâu chị sao, chú cho mình có một đứa con trai mà giờ có người con dâu cũng như con gái mình. Con trai mình mới nói má, vợ con nó dở. Hỏi dở gì? Tới giờ chưa thấy gì hết. Nó nói con từ từ đi con, chứ má hồi đó tới 3 năm nữa mới có. Dạ. Thấy chưa, mẹ chồng tâm lý không? Chứ lúc đó mà đốc vô cái nữa con trai buồn nữa, còn nhiều chuyện xảy ra nữa đó. Còn chị có hợp điều gì với mẹ chồng không? Chị hợp là những lúc đi ăn bên ngoài, hay là những lúc đến xã giao với bà con á, thì chị làm tài xế chở mẹ đi. Rồi ví dụ như đi ăn tiệc cái gì đó, mẹ thì ăn ít lắm, chị thì ăn giúp đỡ mẹ. Mẹ thì cũng tâm lý lắm. Ví dụ như biết chị sanh có một đứa con gái mà chồng chị là con một nữa. Nên mẹ an ủi, mẹ nói là thôi không sao đâu con. Mẹ an ủi chị vậy nên chị cũng vui lòng, hạnh phúc lắm. Mẹ chồng tâm lý á, chứ ngày xưa đó, những cái thời đó là mẹ chồng nào mà thấy con dâu mà đẻ con gái thứ nhất, con gái thứ hai là thấy căng rồi đó. Tại như mình á, chẳng hỏi cháu nội mình vui mà cháu kêu bằng dì á, bằng cô gì cũng thương á. Nhà mình ít người, thành như mà có điều á, mấy năm mà hai ba năm sau á thì bán nhà về nhà tôi ở. Về ở chung hả bà? Bây giờ hiện thời giờ ở chung, mà còn quên với cô Lê Lộc biết là sao không? Tôi cũng mừng mà có thêm đứa con gái, thêm người mà thêm một món nữa. Không thể nào mà cậu Linh với cô Lê Lộc mà đót ra, khán giả không biết ai đót ra không? Món gì? Món thật gì thì có. Món gì bà? Món gì? Món quà gì bà? Quà đó là không biết sao xây thêm một cái nhà tắm nữa. Xây nhà tắm nữa hả? Con dâu về á, chừng thời gian ngắn xây thêm cái nhà tắm nữa. Ủa sao vậy bà? Nhà thiếu, nhà có một cái hay sao? Hay là không? Tại dâu mình á, tắm lâu lắm. Con đang định hỏi là tại sao mới xây thêm nhà tắm nè. Mà không có xây cái gì hết á. Phòng có, ngăn ra thôi, có hết. Mà xây thêm một cái nhà tắm. Cô, mình có tắm lâu vậy thì không cô? Chắc có. Hả? Cô cũng hơi kỹ. Vậy là ở nhà là cô kỹ hay là bà kỹ hơn? Bà thì kỹ cái cá khá, còn cô thì tắm hơi lâu một chút. Bà hơi kỹ thì lâu. Kỹ tánh, còn cô thì kỹ tắm. Nếu mà bác kỹ tính quá thì nó có khó gì trong việc làm dâu chị? Cũng không có khó gì nhiều, nhưng mà những mẹ ăn ít lắm, mà chị thì đi chợ thì hay mua đồ nhiều. Mình đi chợ sớm mà mua ít quá thì người bán hàng không được vui, nên phải mua nhiều. Nhiều khi về cái mẹ hơi cằn nhằn, mẹ nói mua nhiều quá ăn sao hết con, nhiều để dành, rồi nhà mình ngay chợ mua để dành vậy ăn nó không có tươi. Hai mẹ con thì có hay cái mâu thuẫn chỗ đó thôi. Ăn cái gì á thì ông ăn ít, mà con thì mua nhiều. Mua có nhiều khi ăn 2-3 ngày trái cây cũng vậy đó. Mua cá cũng vậy, một con mua nửa ký thôi. Mua nói có cá ngon quá, anh ta nói mua hết thì mua hết. Thay vì mua nửa ký thôi ăn được vài món à. Thay đổi ra ngày nào kia quất 1 ký luôn, ăn tuần cá không gì nổi. Đúng rồi, bà nói đúng á. Ba mấy năm có những cái gì mà lúc căng thẳng nào mà mẹ con giận nhau luôn không bà? Mới gần đây cũng có lo sợ sốt ruột mà cũng lo lắm, không biết chừng nào người ta trả. Người ta dụ theo cái bán hàng đa cấp. Dụ ai? Dụ con dâu mình. Rồi cô có mua không cô? Có. Thì có mới nghe chữ dụ đó. Cái nhà kế bên á mình cũng là đâu có phải là mấy chục triệu, không nói gì mấy trăm triệu. Trời ơi. Mình biết á thì mình hỏi con có học, có lên mạng, có điện thoại, mà má lớn tuổi rồi mà má cũng biết cái đó là đuổi người ta sập tiệm hay là người ta trốn mình lấy đâu đòi. Sao bác không khuyên con dâu? Cái người mà dụ á nói á, chị đừng có cho cô ba hay, đừng có cho con của chị hay, giấu. Nhưng mà sao bà biết? Thì lâu ngày với thấy cái qua hoài đó. Mình mới tìm hiểu. Mình nói cái đó mình cũng giận nữa. Là thôi bây giờ mình cũng cầu xin cho
lấy lại được chứ không cần lời, không cần vốn gì hết. Sau đó thì chị có nói cái gì với mẹ chồng mình không? Hay là sợ rồi giấu luôn? Cũng đánh tâm lý là mình cũng cần tiền, thì muốn kiếm tiền nhanh thì chỉ nói là tham gia cái chương trình cái trong công ty bán hàng đa cấp này đi. Mẹ chị cũng tham gia mà lấy lại được vốn rồi, mà lời nữa, chị cũng đang tham gia. Mình gửi vô đó một số tiền, mình mua một số tiền. Rồi bây giờ thấy đã trả mấy năm mà chưa thấy nói đến gì trả tiền hết á. Vậy là từ đó thì chị làm gì chị cũng sợ, chị không dám nói với mẹ chồng đúng không? Đâu có, mình cũng thoải mái chứ đâu có. Có cái gì mình cũng khuyên, như vậy là tốt, như vậy là không được. Chứ trước khi mình làm cái gì mình cũng phải là suy nghĩ chứ đừng có làm mà. Với lại nhà mình đâu có thiếu cái gì đâu, mà phải kiếm lời, phải vui chảy mà mình biết là bán hàng đa cấp rồi cơ, không bình thường. Nhưng mà tại sao lúc đó chị không dám nói với mẹ chồng là cái việc ta mình dẫn, tại nói là sợ mẹ cản. Sợ mẹ cản hả? Thôi cái chuyện đó mình phải rút kinh nghiệm, sau này không có gì mình dễ kiếm tiền đâu, không có gì ta cho không mình đâu. Để xem con gái của mình chia sẻ thế nào nha. Thật ra thì nhà mình bây giờ cũng chỉ còn có 3 người. Thì cái điều may mắn á là gia đình mình từ hồi xưa tới bây giờ lúc nào cũng yêu thương, hòa thuận và không có bất cứ một cái xung đột nào hết. Thì con cũng muốn nhắn gửi tới mẹ và nội hai điều. Ở nội thì con mong muốn sau này á, nội đừng có sống mà tiết kiệm để mà ăn uống nó kham khổ quá đi. Con biết nội tiết kiệm là chỉ để lại cho con cháu sau này. Nhưng mà thật ra thì con cháu cũng đã lớn hết rồi và cũng đã tự lập và tự lo được cho cuộc sống rồi. Nên nội cứ ăn uống thoải mái đi, nội vui khỏe là tụi con vui rồi. Còn ở mẹ thì cả con lẫn mẹ đều có một cái điểm rất là giống nhau, giống lắm luôn. Có nghĩa là cái tính cố chấp, ngang bướng và cố chấp nữa. Khi mà một khi mà đã quyết định làm bất cứ cái chuyện gì rồi á thì không có ai nói mình nghe hết á. Nhưng mà như vậy là không có được, tại vì á chỉ có những người thân yêu trong gia đình mình á thì mới làm luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với mình thôi. Nên sau này á, khi mà mẹ quyết định làm bất cứ việc gì á thì mẹ nên đừng có làm theo cảm tính nữa, mà mẹ nên lắng nghe những người xung quanh và nhất là những người thân trong gia đình, nhất là lắng nghe nội, thì nội sẽ vui hơn và con cũng vui, cả nhà mình đều vui. Chị tuy lớn tuổi nhưng mà cũng hơi nông nổi, nhẹ dạ, ai dụ gì cũng nghe. Nên chị sẽ cố gắng, sẽ rút kinh nghiệm, sẽ cứng rắn lại và sẽ có bản lĩnh hơn. Sau câu chuyện này thì bà muốn mong muốn điều gì thay đổi ở con dâu của mình không? Đừng nghe người hoài, với dạ. Là cũng mong muốn số tiền lấy lại được. Dạ. Còn chị có mong muốn điều gì với mẹ chồng của mình không? Thông qua chương trình này thì cũng cảm ơn, mình được có dịp cảm ơn, tỏ lòng biết ơn mẹ đối với mình bao nhiêu năm nay. Mẹ đã hy sinh tất cả cho con, cho cháu. Rồi là mình cũng mong là mẹ được có nhiều sức khỏe để mình có dịp đền đáp công ơn đó. Chị rất là hạnh phúc sống với mẹ, vì là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Cảm ơn má rất nhiều ha. Con xin gửi tặng kỷ niệm để về coi TV nhớ tụi con nha. Nhớ trình mẹ chồng nàng dâu nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ, chúc gia đình mình hạnh phúc và bình an ha. Dạ, con cũng có phần quà dành cho bà và cô, đó là bánh Hurra Deli làm từ sữa thật và trứng tươi của công ty cổ phần BBK. Dạ. Cảm ơn bà và cô đã đến với chương trình. Dạ, thưa mời bà xuống đường này.